Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Truyền thông Tây Nguyên. Bí mật tâm sư học đạo của Sư Minh Tuệ, buông bỏ bình bát vàng, nhặt xô nhựa, che giấu tấm thân. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện chiếc bình bát đầy nhân văn và cảm động dưới đây. Câu chuyện đầy xúc động về nhà sư Thích Minh Tuệ, một thầy tu đã từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường tu tập 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Như Lai. 9 năm về trước, Lê Anh Tú từ biệt mẹ cha và mang theo một ít tiền mẹ cho để dùng mua kinh sách cho việc học tập. Anh Lê Anh Tú vào Tây Ninh năm 2015 tại tu viện Trơn Như thuộc địa chỉ ấp 1, xã Gia Lộc, huyện Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Lê Anh Tú đã có pháp doanh là Thích Minh Tuệ. Trong suốt quá trình tu viện Trơn Như, tu sĩ Thích Minh Tuệ luôn xưng hô là sư với tất cả mọi người mỗi khi tiếp xúc. Chùa của sư thầy ở đâu ạ? À, chùa của sư ở trong Tây Ninh ấy. À, trong tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà sư đi như thế này là sư bỏ chùa ra đi thôi. À, thế à? Thế sư đi thế bắt đầu từ ngày nào? Lâu chưa? À, sư đi bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 12. À, mùng 4 tháng 12. À, năm 2008. Năm 2008. À, mà bây giờ là ngày mùng 9 là mùng 10 thì tháng 29. Tu viện Trơn Như trước đây có tên gọi là Chùa Am, một ngôi chùa có lịch sử hơn 200 năm. Chùa Am đã tồn tại và phát triển để trở thành một tu viện rộng lớn như ngày nay. Tương truyền rằng, vào năm Nhâm Tuất, trước sự truy lùng của triều đình nhà Nguyễn, ông Lê Văn Tâm, một võ tướng của nhà Tây Sơn, đã cải trang thành một tu sĩ Phật giáo đến Tràng Bàng, khu vực hoang sơ ít người ở để lánh nạn. Sau đó, ông đã dựng một am bằng tranh, tre nứa để tu hành và tự lấy pháp danh là Thích Minh Không. Kể từ đó, chùa Am được nối tiếp qua các đời như Thích Như Quang, Thích Hồng Châu, Thích Thiện Tài và Thích Thông Lạc. Trong đó, Hòa Thượng Thích Thông Lạc là một trong những vị tu sĩ có công lớn xây dựng tu viện và dành cả cuộc đời để nghiên cứu Phật Pháp. Đúng hôm giờ, ngày 2 tháng 1, 2013, tức ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thìn, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã nhập diệt sau khi giao phó trọng trách viện Trơn Như cho thầy Thích Mật Hạnh quản lý đến nay. Tu viện Trơn Như đã trở thành mái nhà thân thương cho sư Minh Tuệ 2 năm sau đó, sư học hỏi và tu tập cùng các vị sư khác thời gian 6 tháng. Ở đây, mỗi một vị sư đều có một chiếc bình bát truyền thống của chùa, biểu tượng của sự khiêm nhường và đức hạnh. Sư Minh Tuệ cũng không ngoại lệ, chiếc bình bát nhỏ bé của sư Minh Tuệ khi còn trong tu viện có màu đen bóng rất đẹp và được đậy bằng nắp màu trắng. Nhưng đây không phải là chiếc bình bát mà sư mang theo khi bước chân rời khỏi tu viện. Sư Minh Tuệ quyết định rời khỏi ngôi chùa thân quen, không phải vì không thích nghi hay không hài lòng, mà vì muốn thực hiện một nguyện vọng lớn lao hơn. Tu tập theo 13 hạnh đầu đà, một hành trình cực kỳ gian nan nhưng đầy ý nghĩa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Với tâm nguyện đó, sư Minh Tuệ đã chuẩn bị một chiếc bình bát đặc biệt, được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên chất, bên trong sáng loáng và bên ngoài được sơn màu vàng rực, biểu tượng của truyền thống với lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ. Sư Minh Tuệ đã hành trình đi bộ từ Tây Ninh, rong ruổi những tháng ngày đầy thử thách. Trên những bước chân đơn độc, sư Minh Tuệ đã gặp không ít những khó khăn và trở ngại. Khi ở lứa tuổi trẻ mới ngoài 30, nhưng với lòng quyết tâm và niềm tin vững chắc vào con đường tu tập, sư đã vượt qua tất cả. Một lần đi khất thực đều để lại những dấu ấn sâu sắc tận trong lòng mọi người. Rồi chẳng biết từ lúc nào sư Minh Tuệ đã không còn xưng sư với mọi người nữa, mà sư đã chuyển cách xưng hô là con với tất cả mọi người. Ngày tháng miệt mài hành bộ qua đi, sư đã đến mảnh đất núi Sạn Nha Trang. Chính nơi này, con đường mòn, quanh co, dốc đá, một lối nhỏ lên núi, cỏ cây đá phủ trên đường. Con đường ấy sớm hôm đã đưa sư lên xuống, rồi dừng chân thiền ẩn ở một hang đá trên đỉnh núi Sạn, cách thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa hơn 10 cây số. Từ đỉnh núi Sạn, nhìn khung cảnh Nha Trang hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp, rộng lớn và bao la. Dưới chân núi, thành phố Nha Trang hiện lên với những tòa nhà cao tầng, xen lẫn những ngôi nhà nhỏ bé, tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy sống động và đa sắc màu. Những con đường chạy dài, uốn lượn như những dải lụa mềm mại. Đây là một khung cảnh tuyệt đẹp, một bức tranh thiên nhiên sống động và tràn đầy sức sống. Nơi cốc tu núi Sạn mà con người có thể tìm thấy sự yên bình và tĩnh lặng trong tâm hồn.
Sư Minh Tuệ đã chọn nơi này làm nơi thiền ẩn để tịnh tâm, tu tập. Nhưng rồi, cuộc sống trên đỉnh núi Sạn cũng không hẳn là một con đường dễ dàng. Mặc dù cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ, nhưng cũng đầy những thử thách và khó khăn. Sư Minh Tuệ đã phải đối mặt với những cơn mưa bão bất ngờ, những đêm lạnh giá và những ngày nắng cháy. Nhưng với lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm, sư đã vượt qua tất cả. Sư Minh Tuệ đã tự mình làm ra những vật dụng cần thiết để sinh sống. Những chiếc giỏ tre đan và những vật dụng khác đều do sư tự tay làm ra. Sư đã tìm kiếm thực phẩm từ thiên nhiên, hái lượm những loại cây cỏ, hoa quả có thể ăn được và đi khất thực mỗi buổi sáng hàng ngày. Sư Minh Tuệ đã tạo ra một cuộc sống tự túc và độc lập trên đỉnh núi Sạn. Một cuộc sống đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Sư đã dành thời gian để thiền định, tu tập và đọc giáo lý của Phật, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm sống và những bài học quý báu từ cuộc sống của mình. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra. Trong một lần đi khất thực, Sư Minh Tuệ đã bị một người đàn ông lạ mặt tấn công và cướp đi chiếc bình bát vàng quý giá. Sư Minh Tuệ không hề hoảng loạn hay sợ hãi, mà bình tĩnh và nhẹ nhàng nhắc nhở người đàn ông về lòng từ bi và sự kiên nhẫn. Người đàn ông sau khi nghe những lời dạy bảo của Sư đã cảm thấy hối hận và trả lại chiếc bình bát vàng cho Sư. Về lại nơi đây, các nhà sư, các tu hành giả có thể tìm thấy sự tĩnh lặng và thoát ly khỏi những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật để lắng nghe và cảm nhận sâu sắc sự bình yên trong tâm hồn giữa thiên nhiên hùng vĩ và bao la. Những tháng ngày dài miệt mài tu tập và trải nghiệm của Sư Minh Tuệ đã rút ra nhiều bài học quý báu. Một ngày nọ, trong một khoảnh khắc sâu lắng tại núi Sạn, Sư Thầy quyết định trao tặng cả tay nải. Trong tay nải, đựng chiếc bình bát màu vàng quý giá cho một vị sư mà Sư Thầy vô cùng kính trọng. Chiếc bình bát từ nay không chỉ là một vật dụng mà còn là biểu tượng của tình cảm bạn đồng tu. Nhuận Hòa nói, được cái hữu duyên á là gặp được cái thầy Cẩn, thì thầy Cẩn cũng có chia sẻ cho mình là trước đây á thì thầy Cẩn cũng có đi bộ hành cùng với Sư Minh Tuệ và có tặng cho Sư Minh Tuệ là một chiếc y. Thì bên cạnh đó thì thầy Cẩn cũng được nhận được cái lọc của Sư Minh Tuệ á, là nhận được một cái bát là của Sư Minh Tuệ đã tặng cho thầy Cẩn. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có một cái cơ duyên thôi, gặp thầy Cẩn. Thì thầy Cẩn có gieo duyên cho mình lại cái bát của Sư Minh Tuệ. Ý nghĩa của mình á thì cái bát này á là lúc trước á là khi mà Sư Minh Tuệ á tặng cho thầy Cẩn á là nó màu vàng. Nhưng mà khi mà đến tay thầy Cẩn thì thầy Cẩn lại sơn lại màu đen. Sau này mình sẽ về để mình làm lại cái vị trí ban đầu, mình sẽ cẩn vàng vô ở ngoài. Và mình sẽ làm một cái lồng kiến để mình giống như là mình nghĩ đó là một cái báu vật lớn nhất cả đời của mình, kiểu như là cho trang nghiêm đó ha. Đúng rồi. Và mình sẽ làm một cái tấm hình của Sư Minh Tuệ mình trưng bày trên cái lồng kiến đó. Nói nữa là mình còn nhận một cái vật của Sư Minh Tuệ nữa. Đó là một cái đải. Cái đải mà để đựng cái bát á. Đồ đựng hả? Cái đải hả? Là mình nhận được hai món báu vật là của Sư Minh Tuệ. Gọi là cái đải. Cái đải hả? Nhưng mà còn cái đải mà để thầy Sư Minh Tuệ mang gì nè. Mang gì hả? Thì cái này cũng khá là lâu phải không anh? Lâu lắm rồi. Như là anh chia sẻ thì rất là quý nha quý cô chị. Con nghĩ là cái đây là của thầy Minh Tuệ rất khá lâu rồi ha. Khá lâu rồi. Là cái bát đầu tiên của Sư Minh Tuệ đi khắc thực. Đầu tiên luôn á. Đầu tiên. Cái bát thành khất không phải là cái thùng sơn, không phải là cái bát chính, không phải cái nồi cơm điện, thì cái gì cũng được, có sử dụng là được rồi. Ai muốn lấy cứ lấy, đi tìm cái khác. Và tất cả nó xác định ở cái niềm tin gì ạ? Niềm tin vào một sự sống sau cái chết. Và ông ấy định cuộc đời của ông ấy không tham sân si. Và cái chính của ông bây giờ là cái gì ạ? Tập sống hoàn thiện. Tập sống làm sao nó có cái nhân ái với người khác á. Cho nên không mắng, không chửi, kể cả người ta đánh đập cũng không. Chỉ miễn làm sao là mình sống cuộc đời bác ái với người khác. Mà con đọc cái câu chuyện này xong thì con thấy nó rất hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hôm nay. Bởi vì sao vậy? Đây nó không chỉ dừng lại ở một biến cố xã hội. Cái chết này nó không dừng lại ở một biến cố xã hội, mà đây là một biến cố đức tin. Bước hành trình tu tập bộ hành vào đầu năm 2019,
Những chuyến du hành khất thực Bắc Nam đã trải qua 4 lần. Cứ mỗi mùa mưa về, sư lại trở lại núi Sạn an trú, đầu mùa xuân lại hành khởi. Lần đi bộ hành này là năm 2024. Một ngày nọ, giữa tháng 4, khi thầy dừng chân tại mảnh đất Quảng Bình, một Phật tử hỏi: "Thưa thầy, sao thầy không dùng đũa hay thìa để tiện lợi hơn?" Sư Minh Tuệ mình cười ôn tồn đáp: "Nếu hôm nào không đi khất thật được, hoặc không ai cho gì thì con sẽ nhịn. Nếu ai cho cái thìa thì con dùng thìa, ai cho cái đũa thì con dùng đũa, dùng một lần rồi vứt. Nếu không có thìa, đũa thì con ăn bốc. Việc ăn giờ chỉ là phương tiện nuôi sống thân tứ đại này mà tu hành giải thoát." Sư Minh Tuệ tâm sự: "Tất cả phải thuận theo hai chữ tùy duyên." Qua câu chuyện này, mình cảm nhận sâu sắc rằng khi đã đi tu, người tu hành xả bỏ hết tất cả, không còn vướng bận tiền tài danh vọng. Số tài sản lớn nhất của họ chỉ còn lại 3 y và 1 bát. Đó chính là những tài sản quý giá nhất sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Chiếc bình bát không chỉ là công cụ để ăn uống mà còn chứa đựng triết lý sống, là biểu tượng của sự buông bỏ, thanh tịnh và tự tại. Câu chuyện về chiếc bình bát được làm từ cái lõi của nồi cơm điện sẽ mãi mãi là một sự kiện đề đời muôn thuở, có 102 từ trước tới giờ. Kể từ đó, chiếc bình bát được làm từ lõi nồi cơm của thầy đã được lan truyền khắp chốn gần xa. Một Phật tử ở nước ngoài đã bay về và xin chiếc bình bát của sư. Sư lại đi tìm cái khác. Hiện nay chiếc bình bát đó được thờ nghiêm trang trong gian nhà của một Phật tử ở nước ngoài. Cứ có cơ hội là thầy luôn luôn bị người dân hay các Phật tử trao đổi. Sự trao đổi này một cách vô điều kiện. Thầy luôn đem lại sự hoan hỷ, vui mừng, hạnh phúc được nhận từ đối phương. Thầy nhận và giữ lại chiếc lõi nồi cơm đó như một biểu tượng cho sự giản dị và lòng từ bi của mình. Chiếc lõi nồi cơm dù cũ kỹ và xấu xí hay mới tinh, sáng loáng thì luôn mang trong nó một giá trị tinh thần to lớn, biểu trưng cho sự kham nhẫn và lòng kiên định của Sư Minh Tuệ trong hành trình tu tập và khất thực của mình. Từ trong chiếc bình bát của sư chứa đựng biết bao nhiêu biết cưng. Chiếc bình bát từ thời Đức Phật cổ nhất đã dùng. Sau đó có nhiều bình bát chuyển đổi theo thời gian, có nhiều loại. Bình bát dát vàng, bình bát đúc bằng đồng, bình bát tiện bằng gỗ, bình bát bằng nhôm hợp kim, vân vân. Và hiện nay chiếc bình bát Sư Minh Tuệ đang dùng là bằng chiếc lõi nồi cơm điện. Dẫu là bình bát loại vật liệu gì thì từ trong chiếc bình bát đã chứa đựng biết bao nhiêu. Câu chuyện về lòng nhân ái, về sự nhẫn nại, buông bỏ, về lòng từ bi bác ái và những bài học về đức hạnh đã truyền đi từ trong lòng chiếc bình bát này. Và chiếc bình bát của Sư Minh Tuệ đã trở thành một bài học quý báu cho tất cả chúng ta. Một câu chuyện về lòng từ bi, sự kiên nhẫn và sự kiên định trong cuộc sống. Một câu chuyện đầy cảm hứng và xúc động. Một câu chuyện về một người đã từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường tu tập và giúp đỡ người khác. Và đây là lời tri ân của Sư Minh Tuệ từ đỉnh núi Sạn gửi đến tất cả mọi người. Một lời tri ân đầy lòng từ bi và sự kiên định. Một lời tri ân từ một người đã dành cả cuộc đời mình để hành pháp nhắm truyền thông điệp yêu thương đến với mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.